Shop Hoàng Nhật Nội Địa xin chào các bác. Hôm giờ thì hơi muộn rồi, gần 9 giờ tối rồi, 8 rưỡi rồi. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020 thì em vừa về được cái chiếc máy Zapat mới tinh của cái năm nay. Đây là cái chiếc máy đầu tiên của cái năm nay. Cái hàng này nó cũng rất là khan hiếm, thỉnh thoảng mới nhập được một chiếc thôi. Này, đợt này cái hàng không nó siết chặt có khi còn khó hơn nữa. Nên vừa về một cái chiếc máy rửa bát Panasonic mới có mã là NPTR1 CECN. Con này thì là hàng mới tinh 100% các nhé, nguyên thùng xốp luôn. Nguyên thùng. Nè. Hàng nhập ở bên Nhật Bản về qua đường hàng không đấy. Con này thì máy 6 bộ như các cái dòng máy nội địa khác. Con này thì cũng sản xuất tại Nhật nhưng mà nó đổi cái điện thành nguồn sang 220V để nó phù hợp xuất đi các nước khác. Về cơ bản cái dòng máy này thì nó cũng như các cái dòng máy nội địa thôi, em bán cũng tương đối là nhiều rồi. Cái hàng này về nó không ổn định, thỉnh thoảng có một vài chiếc thôi. Các bác khách hàng nào trước đặt thì các bác có thể alo cho em ạ. Con này sử dụng điện 220V rất là tiện, máy thì nguyên bản luôn này, còn chưa bóc băng dính nào các bác nhé, vẫn nguyên nguyên chưa bóc ra đây ạ. Đây. Nguyên băng dính Nhật luôn nhé. Máy này về không có làm bóc ra cả, để nguyên khách hàng nào đến mua thì bắt đầu mới bóc ra thôi. Chưa cắm điện. Nguyên thùng catalog sách hướng dẫn sử dụng sản xuất của Panasonic bên Nhật. Con này nó sử dụng điện lưới 220V này. Sản xuất xem nào. Năm sản xuất đây. Mùng 7 tháng 10 năm 2018. Đây. Điện lưới 220V 50Hz này, 1160W sấy và 60W rửa. Đấy. Máy nói chung là mới đẹp hoàn hảo, băng dính nguyên, chưa bóc. Rất là nhiều bác đã mua cái máy này rồi, về dùng thì không có gì phải chê cả, hàng nhập xịn 100% các bác nhé. Nhiều bác cứ thấy điện lưới 220V thì lại cứ nghi ngờ là hàng Trung Quốc. Nhật họ vẫn sản xuất điện lưới 220V các bác nhé. Rất là nhiều các cái chiếc hút ẩm này, em cũng đăng lên rất là nhiều đấy. Made in Japan cũng sản xuất điện 220V để dùng cho các nước. Máy rửa bát thì bác nào mà thích đẹp thích mới thì các bác lấy cho em con này thì không phải suy nghĩ được rồi. Con này thì giá vẫn như năm ngoái là 13 triệu 8 thôi nhé. Giá 13 triệu 8, hàng mới tinh nguyên thùng xốp. Bảo hành 6 tháng, em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Nếu bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo cho em. Có một chiếc duy nhất là thôi ạ. Máy thì không phải suy nghĩ được rồi. Chất lượng Nhật Bản thì không có gì phải suy nghĩ cả. Cảm ơn các bác.